Đại Nghĩa và Nam Thư xin chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Ngạc Nhiên Chưa. Hôm em biết hứa hẹn có điều gì mới mẻ không em? Có chứ, đặc biệt hôm nay khách mời của chúng ta là những người trai xinh gái đẹp, hiểu không? Nhưng mà chắc chắn là không đẹp bằng hai anh em mình. Làm sao mà đẹp bằng. Công nhận mình làm việc với nhau lâu đó em, giống như là mình hiểu nhau vô cùng luôn vậy đó. À, nhưng mà có thương nhau thật lòng không? Không. Anh nghĩ trong khi là tấm chân tình của em dành cho anh hết sức là thật lòng mà. Tại vì ở đây thì nếu như mà mình thương nhau thì mình sẽ nhường qua, mình nhường lại, rồi mình người làm cho người chơi bị thiệt thòi. Cho nên là thôi, cứ tạm thời ít thương nhau đi nha. Quý vị khán giả coi truyền hình thì thấy lúc nào anh Đại Nghĩa cũng hay hà hiếp Nam Thư. Nhưng ngoài đời không hề như vậy. Anh Nghĩa có một cái tình cảm đặc biệt dành cho Nam Thư. Chúng ta có thể ví von đó là tình yêu. Nhưng mà bản thân Thư rất là nhiều lần đã từ chối anh Nghĩa. Bởi vì sao? Khoảng cách về tuổi tác, khoảng cách về nhan sắc và tất cả mọi thứ nữa. Thì đương nhiên, rõ ràng một điều là chúng tôi không thể nào tới được với nhau. Khoảng cách về tuổi tác là một cái trở ngại vô cùng to lớn. Chính làm xác. Sao em mới có 18 đôi mươi mà lấy một người phụ nữ 48 50 được? Cái gì em Nghĩa? Ủa, người nhà anh lại sao vỗ tay quá vậy? Anh Nghĩa anh đừng có quá đáng vậy. À không mọi người à, anh Nghĩa đang sử dụng cái định luật là con cáo và chùm nho đó. Không yêu được Nam Thư thì anh Nghĩa... Em sai. Sai à? Nếu như anh là con cáo, chùm nho trên đó anh không tới nữa hả? Anh đốn cây, đốn cây. Rồi để em coi anh có đốn được em hay không. Nè em nói anh nghe nha, xíu nữa có một người bước ra đây cái là đốn tim em liền. Vậy thì thử xem ai có thể đốn tim được em ngoài anh. Anh về chỗ đi rồi biết. Em cảm thấy bị bất công, em cảm thấy bị hà hiếp. Cô đơn nỗi đau, coi đời lạc lõng như vô tình. Sao vậy? Anh đang cảm nhận một cái khoảng lặng á. Sao vậy anh? Một cái sự lạnh lùng của khán giả dành cho em đó. Khi em nói về cái sự mà em bị hà hiếp, không ai hưởng ứng hết trơn trọi á. Nhưng mà rõ ràng là mọi người coi truyền hình là thấy em bị hà hiếp mà. Không ai làm điều đó với em hết trơn á. Chẳng qua là em chơi thua anh thì em nói vậy thôi. Hy vọng là bữa nay em thắng, anh cũng mong điều đó. Anh không cần mong, bữa nay chắc chắn em thắng. Bây giờ mời khách mời ra cho anh coi nè. Xin mời. Đốn tim em nè, xin mời. Gãy, gãy. Giọt bẻ. Mình mới chứa hình tượng một tẹo. Mới ra tạo nét chi cho dễ tét não vậy không biết. Dạ em xin chào anh Đại Nghĩa. Em chào chị Nam Thư. Và xin chào quý vị khán giả. Em tên là Thu Trang mà mọi người thường hay gọi em là Trang Nơ. Dạ em hiện tại là diễn viên của kênh Hài Pháp TV ạ. Dạ em là Hồ Minh Tuấn. Em là người mẫu. Người mẫu. Dạ. Đốn tim liền. Anh nhìn đi, người ta cũng sọc. Sọc xuống, sọc trắng, sọc đen, thấy không? Nhìn sọc người ta thanh tao, ý nhị, người ta lịch làm biết bao nhiêu. Còn anh, ôi anh quấn lại chi cho anh nhìn vậy? Trời ốm. Sao được, bây giờ cái người đó ốm, cái mặt nó bự, nhìn nó kỳ. Thôi anh hiểu anh lại. Nghĩa? Trời ơi, rồi bây giờ vậy, hai em hãy chọn đội để về. Thật ra thì em có nghe đồn về truyền thuyết của chương trình mình rồi. Anh thì... hãy để anh... em nói nha, em chọn trước em nói, đi, em chọn luôn. Em xin chọn về đội anh Đại Nghĩa. Hai mình về đội anh Đại Nghĩa được không? Trời ơi, về luôn đi. Về đây mấy đứa, hai đứa về đây nghe. Dạ, thưa quý vị, lần đầu tiên trong chương trình Ngạc Nhiên Chưa. Dạ, hai cái đội nó có cái đội hình nó chênh lệch nhau đến như vậy. Được, các người không, nhớ anh đó nghĩ, anh nghĩ em nghĩ là mình không nên để cho những cái người phụ nữ á, lớn tuổi á, họ một mình á, họ neo đơn á. Cho nên là em nghĩ là em sẽ qua bên kia quá. Đúng rồi em, dù sao mình cũng là đàn ông cho nên là mình ra vẻ ga lăng cho người ta vui đi. Cho người ta nghĩ rằng người ta vẫn còn thanh xuân. Thôi mời em. Dạ.